Chào bạn, mình tên là Trí. Anh muốn quay chưa? Yo, mình tên là Bát. Thì mình là đạo diễn cũng là producer của cái project Tây Yuka đợt này. À, xin chào mọi người, mình là Leo Seven, theo một cái tên quen thuộc thì gọi là anh Bảy. Anh nhớ là em kêu em có cái dự án miền Tây này ok lắm. Xong rồi em nói về cái khoảng thời gian mà em đi lên tìm mấy ông bà cụ già bên sông thì sao, hay là mấy cái ghe chạy chở dừa thì sao. Mình đi về mình thu tiếng mấy ông bà già miền Tây rồi tiếng cuộc sống rồi này nọ đó, rồi mình quay người ta luôn. Rồi sẵn mình coi cái vùng đất đó có anh em nào chơi nhạc giống như mình không, rồi mình chơi chung với người ta luôn, thì cái ý rất là hay. Và đối với mình thì mình rất thích miền Tây, mình là một con người nghiện miền Tây, nghiện con người miền Tây, nghiện đồ ăn miền Tây. Vậy nên là anh sẵn sàng tham gia khi mà em kêu. Dứt, không nên nhiều. Thì cái quá trình mà làm cái này thì nó cũng khá là gấp. Lúc mà mình làm được cái demo beat á, là nó còn tầm một tháng rưỡi nữa là tới Tết. Ý tưởng là giờ Tết thì ai cũng ở dưới quê dân, sau Tết là anh em tản đi Sài Gòn đi làm việc. Đó cũng là một cái dịp để mà mình có thể đi gặp anh em ở khắp miền Tây. Chứ mình không có xác định cái chuyến này là cái chuyến đi để mà làm việc, làm một cái sản phẩm Tây Yuka. Mà đây mình muốn cho anh em cảm thấy giống như là đây là một cái chuyến đi chơi bình thường. Hay Tết này, thì mình đi chơi rồi đi tới đâu rồi gặp anh em rồi cái xúm lại rồi mở nhạc lên rồi mọi người có làm được gì thì làm. Do nó gấp gáp như vậy cho nên kiếm tài trợ cho cái dự án này rất là khó. Tại vì mấy bạn biết là trước Tết có một tháng công ty người ta chốt sổ bên marketing rồi, người đâu có làm cái project gấp như vậy đến mình. Rồi may mắn là cũng tìm được hai nhà tài trợ, đó là Homestay nhà hội đồng Bi với lại For Việt Nam hỗ trợ mình rất là kịp thời, rất là nhiều từ tiền bạc nè, hỗ trợ tụi mình về mặt sản xuất rất là nhiều. Như là Homestay nhà hội đồng Bi thì giúp mình liên hệ và tìm được những cái cô chú mà chơi nhạc cụ dân tộc, chơi đàn ca tài tử ở khu vực xung quanh. Còn For thì cái thiết bị di chuyển trên đường, thì team của mình đi là căn bản là có 5-6 người, nhưng mà tới mỗi tỉnh thì lại phải đón thêm này nọ, nên đoàn mình đi lúc nào cũng tầm 10 mấy người. Đi trên xe Ford Transit 16 chỗ. Thì cái chiếc Ford Transit đó, ngoài cái tác dụng là nó chở tụi mình từ nơi này qua nơi khác, thì nó còn là một cái studio di động để giúp tụi mình thu âm được những cái bài phỏng vấn các cô chú khuyết tật ở Cần Thơ, và thu những cái nghệ sĩ họ tới tham gia cái bài Tây Yuka này với mình. Như là mình thu cho Hoài Lâm, thu cho Tài Smile, thu cho những cái nghệ sĩ mà chơi nhạc cụ dân tộc như cái anh chơi đàn bầu ở Cà Mau, thì tụi mình đều là thu âm ở trên xe hết. Tới mùng 1 Tết là chưa có đồng xu nào trong túi để đi, hên là bữa đó nhận được tiền từ Mạnh Thường Quân, cho nên mùng 2 là tụi mình đã phát ba lô lên rồi đi thôi. Mùng 1 bắt đầu mới ship đồ, cho tới mùng 2 bắt đầu lùi dọc lên xe đi. Rồi là trên đường mà đi An Giang núi Cấm á, thì tư thế là cũng sẽ muốn ăn uống mấy cái. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn thấy có mấy lần đi miền Tây thấy thốt nốt, nhưng không bao giờ có chuyện là muốn ăn hoặc là uống cái trái thốt nốt. Thì đó là lần đầu tiên chơi lần 3 ly thốt nốt. Mạnh sáng luôn, hả mà nó ngon. Mong muốn hay là nghe, trời ơi, nước thốt nốt ở nơi đó. Anh khoái nhất là cái đoạn mà vú sữa kìa, vú sữa chín cây, nhưng mà loại truyền thống nó nhỏ chứ nó không có bự chà bá như bây giờ. Định rằng sẽ xin một vài trái và tụi tôi sẽ tự hái. Thì là đúng kiểu người miền Tây luôn. Cái chị đó với lại má chị mới kêu ấy hái không được đâu té á, để kêu nhỏ ra hái rồi. Và nhóc em cầm ra cái cây hái cho tụi tôi ăn. Ăn chừng nào đã thôi, ăn sướng mồm thôi. Không tính tiền luôn, chỉ có tính tiền thuốc nốt thôi. Lúc đầu là hỏi mua mà cuối cùng là không bán. Đó chỉ là sự giúp đỡ, đó là sự cho. Và họ cho bằng tất cả mọi thứ, bằng tất cả cái tấm lòng họ có. Anh thấy chỉ có ở miền Tây mới được vậy. Ăn uống rồi ai người ta cũng tiếp đón mình một cách rất là chân phương luôn. Đã không tính toán gì hết, rất là bình dân. Xin cảm ơn. Nói thật chất nha, nếu mà về An Giang á,
thì em chỉ nhớ đúng là đoạn núi Cấm thôi. Dù đi núi Cấm để chờ gặp những người anh em thì tới đó sớm nên phải nghỉ lại đó 2 ngày 1 đêm. 3 ngày đó là 3 cái ngày tụi mình nghĩ là tụi mình sẽ ngồi với nhau, chơi với nhau, có thể chung mindset với nhau và hiểu lẫn nhau. Để trong 3 ngày đó có thể liên với nhau để chuẩn bị đi với dự án miền Tây. Tại vì đơn giản là lần đầu tiên cùng làm việc với anh em và cũng là lần đầu tiên được nói chuyện với anh em luôn á. Lần đầu tiên ngồi lâu với anh Bảy, ngồi lâu với anh Bát, ngồi lâu với lại Bò. Đây là lần đầu tiên mình đến núi Cấm vào mùng 2 Tết. Vì anh Bát kêu là ở trên đó vui lắm, anh Bát có cái nhà trên đó. Lần này đi thì đi với anh em thì đưa đi được nhiều hơn. Thì đi thẳng vô trong đó thì cái chỗ mình được ngủ nhờ đó thì rất là khó, mà đi thì là xe máy phải mạnh nè. Thì em dốc thì cái dốc nó đứng cảm thấy nó nguy hiểm lắm. Rồi cuối cùng cũng lên tới nơi thì thấy ok. Một bên là một cái hồ lớn, tượng Phật, rồi có chùa, những cái khung cảnh đó đó. Thì mình tới núi Cấm lần thứ hai mình mới được cảm nhận cái điều đó. Thì sau đó lên thì được tới chỗ một cái nhà có một cái view cực kỳ đẹp luôn. Thì chị tên là Vân, quán Phong Vân. Mình không nghĩ là có gia đình dễ thương vậy. Cho căn nhà đó ở kiểu chắc không bao giờ làm được cái việc đó luôn á. Không bao giờ mà có thể đến với một nhà lại chăm lo tụi mình như con trong gia đình. Dạ, cắm như này nè. Làm khoảng 2 giờ tụi con hướng. Dạ chị. Trời ơi. Trời ơi. Chuối nè, chuối trong cái nhà nè. Dạ. Họ quá thân thiện mà họ quá dễ thương đi. Cho nên là cho mình được cái cảm giác đúng nghĩa là mình giống như là kiếp trước chắc mình người nhà của bên gia đình này chứ không phải người ngoài luôn. Cái này món này tên gì vậy chị? Cái đó là khô sườn non đó. Khô sườn non. Mình chay. À. Thử coi. Ngon quá. Nấu cho những cái món ăn mà mình chưa được ăn ở cái vùng đất đó. Nấu ăn rất là bình dân nhưng mà rất là ngon. Rồi tiếp đãi mấy ngày không than oán điều gì, có một cái bác lớn tuổi lắm. Là sáng sớm là đã thấy lên là dọn rác, quét sân. Sau này nói chuyện mới biết là người tri thức hơi bị đỉnh đạt. Kiểu như là bạn tưởng tượng là mấy cái phim mà Pháp hoặc là Ý mà cổ điển. Một cái ông già ngồi uống rượu vang một mình bên một cái ghế xong rồi đọc sách á. Thì ông chú là như vậy luôn. Hồi uống rượu ngoài này mây xà xuống thấy xương mịt mù chứ. Lạnh không? Uống rượu một thứ đó lạnh thấy bà hả? Trời tối tự nhiên không có chai rượu vang ngon quá trời luôn. Đã quá trời đã luôn. Sao hết đó, nó buổi sáng bây giờ. Đi suối luôn chị. Để chạy đi suối đâu nó uống đây chạy còn xa. Tụi em kẹt đây 2 ngày rồi em biết. Tụi em gọi lên tới đây 2 ngày chưa lên tới đỉnh. Trong cái thâm tâm mà nói là cái lần sau mà đi núi Cấm chị muốn quay lại cái miếng đất đó, nhà đó để mà ở thêm một lần nữa. Chỗ đó mà ví dụ sau này mới có resort, có khách sạn nữa, tôi cũng chỉ muốn vô nhà bình dân nữa. Đỉnh cà phê ta dịnh thôi nha. Đỉnh cà phê ta dịnh. Nước sốt lạnh 5.000 luôn anh chị ơi. Đây đi xuống núi mà đỡ kì. Quay cái đường đang đổ xe xuống núi các bạn. Cái gì là bọn cái lạnh. Các bạn. Ủa số 2 là nhanh lắm đó. Đúng không? Cây đang làm bồ.
vô đây chi vậy? Chị bệnh như vậy đó. Đi vô có bốc số. Để mới đây chị đi ra cái chân dễ bùa ngoan ngoèo. Vô cho biết thôi, trời má cái gì, nặng cái gì. Đúng rồi, mình xuống Châu Đốc để mình đợi một cái anh bạn Kiban. Nhưng mà cuối cùng không gặp được. Kiban bận việc quá, rất là tiếc. Lúc mà tới chợ Châu Đốc thì nguyên band mấy anh em luôn xuống xe. Lúc đó hình như là bỏ xuống rồi, mấy anh em mình đi giờ tìm cái địa điểm để mà phù hợp. Cái mình vô chợ và từ đó anh em bổ xuôi nhau đi quay. Anh quải tại nó không biết là cầm máy xong đi vòng 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 chích trà quay gì đó. Thì anh cảm thấy lúc đó rất là khó khăn. Thật sự là khó khăn, mình không biết quay đâu. Rồi mình sẽ làm cái gì tiếp theo, tại vì chuyến đi này là chuyến đi giải chiến mọi người. Nó restyle lắm. Nó kiểu sao anh bắt. Thì mình tới rồi đó, em coi cái nào đẹp đi, mình quay. Cái mình đi kiếm cái gì đẹp mình quay. Không có chết bối cảnh hay là điều một bất kỳ điều gì. Chúng tôi chỉ có note những cái nơi chúng tôi sẽ đi thôi. Đi tới đâu thắp nhang tới đó. Đi tới đâu thắp nhang tới đó. Cầu nguyện tới đó. Ai theo đạo nào người đó, cầu người đạo đó. Thì lúc đó em mới nói thôi quay cái vơ của em đi. Lấy ví tiền ra bóc trả của thằng bạn tình độ rồi tóc qua. Tụi tôi cũng mướn một chú xe thồ và xe xích lô hả? Xe xích lô. Nhưng mà hả, kiếm ngay cái xe mà anh thấy cái ông già. Bắt ông nào đi không hiểu. Má nhìn đúng tội luôn. Sao mà có hỏi để cho chú chở hai đứa mà hai đứa nhún nhảy trên xe như thế này được. Làm cho cùng cho đi. Giúp hốt đi mà ra trên xe. Và chú chở đi dạo khắp nơi. Cũng đó là một trải nghiệm hay. Đó là một trải nghiệm vui đối với cái nghề của anh em chúng tôi. Anh nhìn qua bên trái có cái đường, xong có cái hẻm, hai cái cổng hàng rào B40 đẹp quá. Nhưng mà bên trái thì có ông đánh giày rất là ok. Anh em ai cũng muốn quay luôn. Nhưng mà anh thấy ngán là tại vì bên phải có bốn khứa ngồi chơi tiếng lên cũng nhìn dữ quá. Nhưng mà ok, mình né những người anh em ra quá. Đi trước đi. Cái xong rồi đi vô cái hẻm là bác đi. Thì cái hẻm là hẻm chợ. Thì nếu là cái xóm chợ mà cái cụ gần nhà anh ở, không bao giờ có chuyện đó. Nghĩa là người ta sẽ cho mình đi quay từ đầu tới cuối. Nhiều khi là mình đi là người ta sẽ tạt nước vô mặt mình luôn. Và cái này anh trải nghiệm rồi. Nhưng mà ở đây không có. Người miền Tây rất là dễ thương. Đi về đi kiếm cái làng Chăm. Thì trên đường mà đi vô làng Chăm thì đường nhỏ. Có mấy cô mặc cái đồ của người Chăm đi ngược lại thì anh để ý anh thấy rất là hay. Rồi đội mấy cái khăn đi ngang cầu sắt rồi anh để ý hết. Anh quyết định phải đi lang thang để anh lấy cho bằng hết. May mắn là cái nắng chiều, nắng hơi chiều lúc đó nó đổ xuống rồi bắt đầu quay á, là mình thấy thú vị. Thì mới đi theo cái cô đó, cổ đi chợ vừa qua cầu sắt đi theo cổ về nhà cổ luôn. Mà cổ cũng không hiểu mình đang làm gì nên cổ cứ quay cổ cười. Nhưng mà cái ngộ là cổ không có thấy, cổ không thấy khó chịu mà cổ cứ cười cười giống như kiểu người miền Tây vậy đó cứ. Không biết thằng nhóc mà làm gì thôi kệ nó đi, kệ cho nó quay. Rồi mấy cái nhà ven đó có rất nhiều nhà đẹp. Bước xuống xe mới thấy là mọi người thấy được căn nhà của người Chăm. Một căn nhà tuyệt đẹp. Sau đó thì vô gõ cửa không có ai trong nhà hết. Không ai trong nhà quá. Đúng rồi, mà gõ cửa không ai. Gõ cửa không có đâu. Có hàng xóm ở bên đó thì hai chú đang ngồi uống trà nhìn qua bên này. Thấy là chúng tôi sàn hàng ra 5-6 anh em mở nhạc mở loa. Anh bác thì hip hop đi vào đây. Anh em thì cầm máy lên xỉ sang xỉ sọ. Hai chú bên kia vẫn ngồi uống trà nhìn tụi tôi. Mọi người cứ nghĩ tụi tôi là những người ở cái quê hương đó luôn vậy. Là những người ở trong xóm đó luôn vậy. Cho tới lúc quay xong thì chủ nhà về. Tụi tôi chào chị. Xong rồi tụi tôi nói là tụi tôi có quay phim. Thì chị kêu quay đi. Có muốn vô trong nhà không quay không? Có muốn quay gì quay đi. Không sao đâu. Nhà chỉ có gì đâu. Quay đi. Rồi anh em quay chỗ cái nhà đó xong thì đi về. Thì trên đường chạy về thì lại đi ngang qua một cái cơ sở dệt vải của người Chăm. Và thấy mấy cô đang ngồi ở trong đó điều khiển cái khung cửi. Nó có những cái tiếng động rất là đã, cho nên anh em dừng xe lại rồi xuống xin vô quay. Thật sự là lần đầu tiên anh thấy được người ta dệt kiểu người Chăm như thế nào. Đúng rồi, cái tiếng mà cái con cửi mà nó chạy lạch cạch á.
đó. Đó là những điều mà tụi tôi gặp được, nhìn thấy được và cảm nhận được từ những người dân, người Chăm. Họ cho mình một cái cảm giác là mình được về nhà, chứ không phải là mình đi quay phim người ta. Đó là những điều anh em tôi rất là quý luôn á.